Chiến đấu cơ tăng hình F-35 tối tân có chi phí khoảng 100 triệu đô la mỗi chiếc, và đó là chưa kể chi phí của động cơ. Đến nay, toàn bộ chi phí thiết kế, khởi động dự án và sản xuất ước tính vào khoảng 350 tỷ đô la và còn tăng thêm nữa. Nhưng điều còn gây tranh cãi hơn là mũ của phi công trị giá hơn 400.000 đô la, một phần thiết yếu của hệ thống vũ khí của máy bay. Thiếu tá Will Adriota, một cựu chiến binh tác chiến của Không quân Mỹ hiện là chỉ huy phi đội F-35 Heritage, phi công và là người bênh vực chương trình này. Chiếc mũ này, nó có tất cả những thông tin về việc sử dụng vũ khí của chúng tôi, khi chúng tôi nhìn thẳng và khi chúng tôi nhìn ra hai bên. Tất cả thông tin được đưa vào trong máy bay này hiển thị cho tôi thấy trong chiếc mũ này. Đó là lý do vì sao nó thực sự còn hơn là mũ bảo hiểm. Ở trên đây, phần chóp của nó, đây là máy tính trung tâm của mũ thật. Đây là nơi mà tất cả thông tin được xử lý và nơi mà nó quyết định sẽ hiển thị cho tôi thấy cái gì. Ở ngoài này là cái mà chúng tôi gọi là kính chắn hiển thị. Đây là nơi mà tất cả thông tin được chiếu lên. Mũi này bao gồm những camera đắt tiền, cho phép phi công nhìn cả bên ngoài lẫn bên trong buồng lái. Nó cũng có camera tầm nhìn ban đêm khi bật nút chuyển đổi. Dan Grazier, thuộc Tổ chức Dự án Gián sát Chính phủ, nói rằng mũi này là triệu chứng của một vấn đề lớn hơn, dồn quá nhiều thứ vào một thứ, Ông nói với view qua Skype. Vì mong muốn tích hợp tất cả công nghệ này, họ thêm chi phí và thêm sự phức tạp, mà sau này sẽ có một gánh nặng bảo trì. Bởi vì đó là thêm một thứ nữa, một thiết bị nữa bên trong máy bay này mà sau này có thể bị hỏng. Cần phải có camera gắn trong mũ vì phi công F-35 ngồi thấp hơn nhiều trong máy bay này so với những máy bay chiến đấu khác. Ông Grozer nói đó là lỗi thiết kế. Việc này đối với người đóng thuế có nghĩa là chúng ta không chỉ phải trả tiền cho thiết kế của buồng lái với phi công bên trong máy bay, mà giờ chúng ta còn phải trả thêm nửa triệu đô la nữa cho thiết kế mũ phi công phức tạp để vượt qua được thứ mà lẽ ra có thể làm được bằng kỹ thuật đơn giản. F-35 được thiết kế cho khoảng thời gian sử dụng là 50 năm. 2.500 máy bay sẽ được chế tạo cho không quân, hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ cộng với hàng trăm máy bay nữa cho những đồng minh tham gia huấn luyện. Phi công của những nước khác trong chương trình hiện đang huấn luyện với F35 ở bang Arizona.